Ôi ơi, sàn than của chú chị ha, than giờ xài khó quá, phải rửa lại mới xài được. Ôi mấy anh làm than này quên cái gì để đá vô nè, sàn không có nhiêu than, có nhiêu đá rồi nè, thùng đá rồi, đá không à, mấy anh làm như quên hay gì, bỏ đá vô đây, đá này mấy anh để riêng ra bán đá này tiền cao hơn nữa đó. Nha. Mấy anh mốt để có để đá riêng á. Than để chung đá khó xài quá, sàn ra cực lắm. Rửa không à, đem nó nhúng xuống đây rửa nè, rồi vớt lên. Quá cực, để làm cho cô chú anh chị mình xem thử mẻ hay ha. Quá cực thử mẻ than coi, cực quá, cực ăn quá. Bỏ nó vô đây, đổ than vô đây rồi giờ vậy mới vớt ra, lấy than ở trên nó nổi lên ở trên đó, than giờ nó vậy nè, ghê thiệt chứ. Rồi dục lên đây, dục lên đây, mấy anh đừng để đá chung mấy anh ơi, cực quá chơi để đá chung, cực quá, quá cực. Từ than khô thành than ướt, cách nào lửa ra nổi cơ, nhiêu than đó đó. Giờ giống như để lên lò phơi nó vậy đó, có nhiêu than mà nhiêu đá quý đây nè, quá trời đá quý đó. Anh em thấy không, khiếp thiệt chứ. Nhiêu nè, có nửa lít đá vậy. Mốt anh em mình có ấy mình làm than đá mình để riêng đi, mình mua giá cao ha, đá này nó quý lắm à ha, đá này ở đây bên đây không có. Thử miếng nữa cho anh em thấy. Quá cực. Đây nó có một chút vậy mà nhiêu than nhiêu đá này, ôi quá trời có nhiêu than đó mà nhiêu đá đó nè,
thấy khiếp không? Đó. Giờ phải dùng cái cách mà vậy rồi xài nó chứ sao giờ. Đó. Cách vậy xài chứ đâu có cách nào nữa. Đó. Đó. Mình lấy có nhiêu than đó, mình sàng ra được nhiêu đó mình đốt được mẻ than à. Bây giờ nó nhiêu đá. Mình nãy sàng ra cho một thùng nữa nè. Ờ. Nó đá vậy không đó. Ôi, nói chung là quá tệ. Cái bụi nữa nè ha. Nè. Son nấu rượu nè ha. Không có nhiêu hết trơn mà sàn ăn son nấu rượu quá trời. Nói chung là chiến này than dở quá cho anh ruột ơi. Nói chung là quá dở. Chiến này ông giao cho tôi rồi, chiến chết tôi hay gì mà. Đá không à. Bụi sàn cái cũng được mà giờ phải vô vậy đây phải làm vậy xài chứ làm sao giờ đó. Giờ cái máng trui nó đen như mực rồi, bàn tay để xuống hết thấy rồi đó. Làm 2-3 công đoạn mệt quá, đuối quá.